Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em ạ. Hôm nay thì TV thử mình livestream ở bên YouTube và bên Facebook luôn. Thì cái tựa đề quý anh chị em thấy là Việt Nam cứ kết Việt Cộng cứ kết tội những người yêu nước. Thì TV256 phản đối điều đó. Vừa rồi đó thì TV đọc được cái bài báo ở trong trang nhà của Nguyễn Phú Trọng ấy. Thì vào ngày 26 tới tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên án gọi là Nguyễn Chí Vững, 38 tuổi, ngụ ở xã Định Thành, huyện Đông Hải, 6 năm tù về tội làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Thì bản án này nó cũng y chang như là cái bản án mà nhà cầm quyền đã kết tội anh Nguyễn Đăng Tĩnh với 9 năm tù. Và anh Phạm Chí Dũng cũng sẽ bị đưa ra xử án với tội danh tương tự. Anh Phạm Chí Dũng thì có lẽ là ai cũng biết. Ngoài ra đó, còn có bản án 11 năm tù đối với anh Châu Văn Khảm, là một thành viên của Đảng Việt Tân, về tội danh khủng bố. Mà TV thấy rằng đó đây là một cái điều bá láp thiệt. Làm gì người ta khủng bố mà chẳng có bằng chứng gì gọi là đáng gọi là khủng bố đó. Ở đây thì TV muốn nói đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng tải những bài báo trong nước đã đăng tải một sự việc sai sự thật. Là họ cho rằng bốn người trên đó đều là có cái tính cách là chống phá đất nước Việt Nam. Thì cái điều đó là một cái điều vu khống rất là trắng trợn. Vì cái tấm lòng yêu nước của họ. Thì phản đối kịch liệt cái vấn đề này. Họ yêu nước chứ không phải là họ chống đối cái đất nước Việt Nam của họ. Cái tấm lòng yêu nước của họ, họ chỉ chống lại những cái sai, những cái độc ác của độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhà nước Cộng sản mà thôi. Thành ra TV khẳng định với quý anh chị em đây là những điều vu cáo của những cái bài báo Cộng sản trong nước. Mà một khi mà họ đã kết tội những người yêu nước như thế này thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái chế độ phản quốc. Mình thẳng thừng vậy thôi. Tại vì chỉ có những tên phản quốc mới mà kết tội những người yêu nước như vậy. Họ không có làm cái gì mà tội cho đất nước hết đó. Giống như anh Châu Văn Cảm, anh không bao giờ anh có cái súng ống hay là lựu đạn hay là cái gì để mà khủng bố người ta. Chỉ vì cái vấn đề đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó kết tội cái Đảng Việt Tân là đảng khủng bố, mà người ta đã từ bỏ cái vấn đề mà bạo động rồi. Chứ cái Đảng Việt Tân thì theo tôi hiểu như vậy, người ta đã bỏ cái vấn đề từ gọi là vũ khí từ lâu rồi. Nó không có cách gì mà các anh kết tội người ta là khủng bố được hết. Giống như các anh thôi, các anh khi xưa cũng đã từng khủng bố mà. Các anh khi xưa cũng đã từng khủng bố rồi, là thời mà năm 1968 mà TV đang ở Sài Gòn đó. Các anh nã những cái rocket rồi là 122 ly vào Sài Gòn, vào thành phố Sài Gòn. Và cá nhân TV đó là, lúc đó TV đi hướng đạo, lúc đó TV còn nhỏ, có khoảng 14, 15, 16 tuổi.
Thì mỗi thứ bảy chủ nhật là TV đi lại thăm những cái nơi mà bị những cái quả đạn mà rocket 122 ly của các anh bắn vào nhà người dân. Các anh bắn vào nhà người dân thường đó. Đó là trước mắt TV thấy như vậy. Là các anh mang tội khủng bố đó. Thì cái quá khứ đó, sự thật ra là các anh đã mang tội khủng bố. Các anh từ bỏ cái sự khủng bố đó rồi, phải không? Nếu mà nói về quá khứ thì các anh quá khứ là quá khủng bố luôn. Về cái vấn đề mà nã đạn rocket vào thành phố Sài Gòn, vào nhà dân như vậy, cái đó đáng là khủng bố. Thời Việt Tân á, thì TV thấy là rõ ràng là ông Hoàng Công Minh là cũng có súng ống rồi, là mà để bảo vệ cái cuộc đấu tranh thôi, chứ TV cũng chẳng thấy là có cái sự khủng bố nào, mà người ta đã từ bỏ cái vấn đề vũ khí rồi, các anh đâu có thể nào mà kết tội người ta khủng bố được, trong khi quá khứ các anh đó là khủng bố người dân rất là mạnh, không phải là chỉ có nã đạn pháo kích vào nhà dân đâu, mà các anh còn còn là pháo kích vào trường học ở Nam Định đó, trường tiểu học Cai Lậy đó, các anh giết chết bao nhiêu trẻ thơ như vậy, cái đó cũng mang tội khủng bố rồi. Các anh đặt lựu đạn ở nhà hàng Majestic, đó là cũng là khủng bố, nhiều lắm, nhiều cái bằng chứng các anh khủng bố trong cái thời mà chiến tranh đó. Các anh toàn là nhắm vào người dân thôi. Các anh đặt mìn, các anh thảy lựu đạn vào rạp hát, rạp hát Cẩm Vân đó, những cái điều mà trên TV biết được đó. Tại vì nhà của TV là cũng trên đường Võ Duy Nguyên Phú Nhuận mà. Cái rạp hát Cẩm Vân đó các anh cũng thảy lựu đạn để mà khủng bố người dân. Đó là những thằng đạn khủng bố. Các anh đặt mìn đắp mô để mà khủng bố người dân. Thì cái quá khứ là nó là vậy, thành ra đó Việt Tân người ta đã từ bỏ cái vấn đề mà vũ trang rồi, phải không? Thì làm sao các anh kết tội người ta khủng bố được, trong khi người ta chỉ có vấn đề người ta làm giấy tờ giả thôi, làm giấy tờ để mà hợp pháp thôi, mà các anh gọi là có một cái bản án rất là nặng, là các anh kết tội người ta đó đến dạ chào bạn David Tonline nha, các anh kết tội người ta tới 11 năm tù, 11 năm tù về tội khủng bố. TV thấy nó không đúng tí nào, thành ra buộc lòng TV 256 phải lên tiếng thôi. Các anh hãy nhìn lại các anh khủng bố người dân khủng khiếp lắm. Nội mà mới đây thôi, ngày 10 tháng 6 2018, khi mà gần như là cả nước toàn dân xuống đường, các anh biết bắt biết bao nhiêu người, các anh bắt hàng trăm người và các anh đánh đập ở trong tù. Cái trường hợp đấy nó nhiều lắm. Khi vô trong tù là bị tra tấn rất là dã man. Và chào anh Trần Duỗi Thanh Bình, chào anh Long Rần Trần. Thành ra đó TV nói thật đó, TV rất là bất bất mãn về cái vấn đề mà bắt người yêu nước như thế này, chịu không nổi. Thấy mà các anh càng bắt người yêu nước là nói thiệt, TV 256 là phải lên tiếng, không có thể nào chấp nhận được cái hành xử mà mang rợ như vậy, cái hành xử mà phản quốc của một cái nhà cầm quyền như vậy. Người ta đó, người ta chỉ trích là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta không đồng thuận với một cái chế độ cộng sản như vậy, người ta không đồng lòng gọi là tiến lên cái gọi là xã hội thiên đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà không bao giờ thấy được cái đích, không bao giờ thấy được cái đích đến.
các anh ép buộc người dân phải đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà các anh, chính cái người mà đảng trưởng của các anh là Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ biết cái đích đến. Họ đến, họ họ tiết lộ một cái thông tin rất là nực cười ra, và chính tay Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng là đến hết cuối cái thế kỷ 21 này cũng chưa chắc là đã đến cái thiên đường gọi là xã hội chủ nghĩa nữa. Như vậy làm sao được, phải không? Thành ra đó, người dân đó bị trồng vào cái cổ rồi là phải phải tiến đến cái con đường xã hội chủ nghĩa, mà cái con đường đó đó nó rất là giống như cái thiên đường mù mày cái cô Dương Thu Hương đã nói đến. Làm sao người dân có thể chấp nhận được một cái chế độ như vậy? Thì lẽ dĩ nhiên là họ phải phản đối. Mà khi mà họ phản đối á, họ phản đối cái đảng cộng sản, họ phản đối các anh đó, là cái chế độ cộng sản nó tàn ác tàn độc với người dân. Thì các anh cho rằng là những người đó là những người chống phá cái đất nước. Không có một người Việt Nam nào mà chống phá cái đất nước mà họ yêu thương như vậy. Họ là có tấm lòng yêu nước, họ mới lên tiếng những cái điều mà sai trái, để mà vạch trần những cái tội ác của đảng cộng sản đã gây ra đau thương cho cái dân tộc này. Thì bắt buộc họ phải lên tiếng. Đó là những người yêu nước. Các anh phải hiểu như vậy. Chẳng lẽ TV256 phải tiếp tục nói những điều này hoài? Mà nói thiệt, với những lời TV256 nói đâu có được phát tán nữa trong nước đâu. Các anh nắm cái quyền mà tự do báo chí, các anh là những người có thể là ra hàng 800 tờ báo của đảng không? Người dân không có được một cái tờ báo mà gọi là do người dân đóng góp. Các anh chơi những thủ đoạn rất là lưu manh để mà về truyền thông, để mà bịp bợm người dân, để người dân không thể nghe được những cái tiếng nói giống như của TV256. Tiếng nói của TV256 nó rất là nhỏ, nó rất là hạn hẹp ở trong một cái số mà Facebook nào đó thôi. Thành ra, nhưng mà cái điều mà cần thiết là mình cũng phải lên tiếng hoài thôi. Mình không thể nào mà mình không lên tiếng được khi mình thấy những cái sự việc mà quá bất công, quá phẫn nộ, thì mình phải lên tiếng chứ. Đâu phải các anh cứ bắt những người yêu nước như vậy, rồi các anh bỏ trong tù, rồi các anh trao đổi những cái vấn đề mà về thương mại để mà điều đình với Hoa Kỳ, điều đình với các nước Âu Châu, rồi khi mà thả người này thả người kia, đặng lấy được những cái điều mà bàn cãi về cái vấn đề thương mại. Dạ, TV đang đọc cái lời của anh Trần Vũ Thức Thanh, anh Bình nói rằng khi cộng sản thấy một người có ảnh hưởng với người dân về bất đồng chính kiến là cộng sản họ bắt ngay lập tức. Đó, anh Trần Vũ Anh Bình là một người thanh niên rất là can trường. TV nói thẳng như vậy. Anh là một nhạc sĩ và anh đặt ra biết bao nhiêu bài ca, mà đó là cái tình yêu nước, cái lòng yêu quê hương đất nước của họ, của anh Trần Vũ Anh Bình. Và anh Trần Vũ Anh Bình lại bị bỏ trong tù 6 năm tù như vậy, lãnh bản án 6 năm tù như vậy, cùng thời với nhạc sĩ Việt Khang. Không, tôi biết rõ là anh Trần Vũ Anh Bình này là một cái nhạc sĩ ở trong cái nhà thờ. Người ta đâu có cái gì đâu mà các anh bắt người ta 6 năm tù như vậy. Thành ra các anh càng bắt, TV256 phải càng lên tiếng để bảo vệ những người đó, để đưa tên tuổi những người đó cho cả toàn cả thế giới biết cái hành xử mang rợ của các anh. TV không bỏ cuộc đâu. Các anh càng bắt người, TV phải càng lên tiếng. Nè, anh Trần Vũ Anh Bình anh nói thêm như thế này: tương lai gần
Khoảng từ đây đến 2 năm tới là thời gian cộng sản ra tay bắt người bất đồng chính kiến với họ. Đó, anh Trần Vũ Anh Bình anh tiên đoán như vậy. Bởi vì thầy thấy anh Trần Vũ Anh Bình là một cái người rất là can trường. Họ không sợ đâu, các anh, họ không sợ, họ là những cái tiếng nói của sự thật. Họ là những anh hùng, những người yêu nước mà mọi người đều quý trọng. Tại sao các anh tiếp tục làm những cái việc mà mang rợ như vậy? Đọc cái bài báo đó, nói thiệt, TV rất là bất mãn. Cái người mà viết cái bài báo mà Nguyễn Chí Vững mang bản án 6 năm tù, thì trong đó đó họ nói rất rõ là chống phá rồi là đất nước Việt Nam. Ở trên đó thì họ nói rằng là chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống nhà nước Việt Nam. Nhưng mà rốt cuộc họ phía dưới họ vu khống trắng trợn là anh Nguyễn Chí Vững Vững này đó lại chống phá đất nước Việt Nam. Họ làm gì mà chống phá cái đất nước mà họ thương yêu được? Không có ai mà chống phá cái đất nước mình thương yêu hết. Tất cả đây là những người yêu nước mà mình phải lên tiếng để mà bảo vệ họ. Vừa phải thôi. Các anh trong vòng có chỉ có một tháng, nửa tháng, các anh đã bắt 4 người yêu nước như vậy. Làm sao mà chịu nổi được? 4 người yêu nước mà các anh bắt dễ dàng như vậy, mà hành hạ người ta trong tù như vậy. Cái tù cộng sản thì chúng ta đã biết quá nhiều rồi, nó ghê gớm lắm, nó không như là mọi người biết đâu. Họ có thể họ tra tấn bằng những cái phương cách rất là khủng khiếp mà chính cá nhân TV 256 đã nghe được từ những người tù như thế. Họ có thể họ giam trong 4 bức tường mà kín mít luôn, không có một cái không khí để mà thở nữa. Họ giam để người ta thở không được và chịu không nổi là phải khai sự thật. Họ có những cái vấn đề mà nó nhiều lắm, rất rất là lưu manh, những cái hình thức tra tấn rất là lưu manh, đúng không? Thấy không? Họ sẵn sàng họ trả tiền cho những người an ninh để mà canh giữ một người bất đồng chính kiến như vậy. Chúng ta thấy một tình trạng mà dân oan ở Ngô Thì Nhậm cũng gì, dân oan có mấy chục người thôi mà họ cũng sợ, họ sợ vô cùng luôn. Trong người dân oan người ta đâu có tất đất gì đâu, người ta chỉ xuống đường biểu tình với cái lòng của họ thôi, với cái lòng yêu nước của họ thôi. Như người dân oan người ta đòi hỏi cái sự thay đổi cái thể chế này, người ta đòi hỏi cái sự thay đổi cái thể chế cộng sản này, dẹp bỏ cái chủ nghĩa cộng sản để thay thế bằng một cái chế độ dân chủ. Người dân oan mất đất họ cũng đã lên tiếng những điều đó, họ không có tội gì hết. Cái tấm lòng của họ là muốn cho cả đất nước thay đổi, chứ sự thật họ cũng không có cần mà phải mà trả đất cho họ nữa. Họ đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, và họ đòi hỏi phải thay đổi cái thể chế chính trị, thì chỉ có cái đó thì mới bảo vệ được họ được thôi. Cũng bị hơn 7 tháng trong buồng giam, như chú nói, rất ngại hơi và rất nóng trong mùa nắng tại Sài Gòn. 7 tháng trong buồng giam như vậy đó, 7 tháng trong buồng giam kín mít mà không có thể thở được. Đó là người một tù nhân đã lên tiếng như vậy. Họ nói lên những cái sự thật như vậy, chứng tỏ là các anh gọi là rất là dã man khi mà các anh giam người ta và có nhiều cái hình thức, đó là hình thức tra tấn.
mà chính là chủ tịch Trương Tấn Sang đã ký vào công ước quốc tế chống tra tấn cách đây là 3-4 năm rồi. Và các anh cũng phải cũng vi phạm vào những cái điều mà chống tra tấn như vậy, mà giam giữ những người và tù nhân vô tội như vậy, và những người tù nhân yêu nước như vậy. Các anh phải sửa đổi. Tất cả chúng ta cùng là người Việt Nam hết. Tại sao không lấy cái tình thương để mà đối thoại với nhau? Thiết TV lấy cái tình thương mà để mà đối thoại. Đó là TV cũng làm đó. Sự thật họ là trở thành những con người mà cộng sản như vậy. Nó rất là khó là đối thoại. Tại vì TV256 đã từng gọi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để mà nói nhỏ nhẹ với Nguyễn Xuân Phúc. TV chỉ cần xin là nằm 5 phút đồng hồ thôi cũng không được. 3 lần nói chuyện với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông ta đều từ chối. Rồi là trong vòng cái đầu tiên thì có thể là 2 phút, cái kế đến là 3 phút, rồi cái sau cũng là 2 phút mấy thôi, 3 phút thôi. Họ từ chối thẳng thừng, với họ diện một cái cớ mình thấy rất là thô bỉ. Làm gì mà không có thì giờ để mà TV26 chỉ xin có 5 phút thôi để mình vạch trần những cái gì mà có thể ông không hiểu. Ông là thủ tướng, ông không hiểu mà ông không có chịu mà tiếp xúc với TV256 để mà tìm hiểu là tại sao mà toàn thể người Việt hải ngoại gần như vậy đều đòi hỏi một cái đất nước có tự do, dân chủ, thanh bình, chứ không phải là tất cả những người hải ngoại này là muốn về quê hương để mà cầm quyền. Chúng tôi đấu tranh là chúng tôi muốn cho đất nước được, Việt Nam được thanh bình, được mọi người đều sống hạnh phúc vui vẻ, chứ chúng tôi không phải là đấu tranh để mà về cầm quyền. TV256 khẳng định điều đó. Và các anh vẫn tiếp tục làm những điều mà tội bãi như vậy. Người ta lấy những cái lời lẽ ôn hòa để mà người ta nói chuyện, để mà biết cái đúng, cái sai, cái đường đi tốt cho cái dân tộc này. Chứ người ta không có cần là phải là lật đổ các anh. Nó không có đủ thế lực để mà lật đổ các anh nữa. Tại sao các anh phải quá sợ hãi như vậy? Tại sao không đối thoại trong cái tình mà dân tộc, trong cái tình mà cùng cái dòng máu Lạc Hồng, trong cái tình là tình thương của một người Việt đối với người Việt, mà các anh lẩn tránh những cái việc mà đối thoại như vậy, nó không có tốt. Các anh phải thay đổi đi. Rất là nguy kịch rồi. Phải thay đổi cái thể chế cộng sản đi, để mà biến cái đất nước này trở thành một cái thể chế dân chủ tự do, thì đất nước mình mới có thể phát triển được. Đó là cái lời khẩn thiết mà TV yêu cầu các anh phải thay đổi. Bắt buộc các anh phải thay đổi cái thể chế chính trị. Người ta đã lên án cái thể chế chính trị đó trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cái thể chế chính trị cộng sản, cái nhà nước gọi là mang cái nó gọi là cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó. Tất cả những cái chế độ xã hội chủ nghĩa, tất cả những chế độ mà cộng sản đó, là phải bị tiêu diệt. Tại vì các anh, bản chất của các anh, bản chất của chủ nghĩa cộng sản, bản chất cái xã hội chủ nghĩa đó là độc tài. Chẳng những độc tài mà còn độc ác nữa, mà còn gian manh nữa. Họ độc tài về báo chí, họ độc tài về đầu tư, họ độc tài
đủ thứ hết á. Họ tất cả của họ, những gì họ đang làm hoàn toàn là không có vì cái tấm lòng yêu nước của họ, mà tất cả họ đang làm, họ bắt bớ những người này, họ bắt bớ những người kia, họ đặt ra luật này luật đó, họ dâng đất cho Tàu, họ dâng những cái đặc khu cho Tàu, đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong rồi Phú Quốc, họ dâng cho Tàu. Mình không biết tại sao thì tự nhiên là YouTube nó bị kích ra rồi. Thì mình vẫn còn ở bên Facebook nha. Họ dâng cái mảnh đất này cho Tàu, những cái đặc khu đó như cho Tàu. Họ đang phản quốc. Mình thấy rõ như vậy. Chào bạn Đức Nguyễn. Họ đang phản quốc. Mình thấy thành ra mình muốn kéo họ, họ phải hiểu được tại sao những người Việt hải ngoại đi ra nước ngoài họ sống giàu sang, họ sống hạnh phúc, đúng rồi anh Trần Vũ Anh Bình. Mình nghĩ sẽ đến lúc quốc tế áp lực cái Đảng Cộng sản Việt Nam, tại vì quá nhiều người lên tiếng phản đối họ, hiểu không? Cũng như ông Phil Robertson đó, Phil Robertson là một người là coi về cái vấn đề Human Rights Watch đó. Họ bây giờ họ lên án rồi là khủng khiếp lắm, và họ vận động cho cái cộng đồng Âu Châu nữa, vận động cho Hoa Kỳ nữa, là phải đặt cái điều kiện là phải thay đổi cái thể chế. Không có thể nào mà chấp nhận cái thể chế cộng sản được nữa. Thành ra trước sau gì các anh phải thay đổi thể chế, nhưng mà mỗi một ngày là một cái ngày mà uổng đi, uổng phí đi. Tôi bị cảm thấy như vậy, mỗi một ngày nó uổng đi, thay vì các anh phải thay đổi sớm chứ. Thay vì các anh phải thay đổi sớm từ năm 1987 đó, các anh nó chỉ nói thay đổi kinh tế thôi, rồi từ từ mình thay đổi chính trị, mà cái từ từ của các anh đó kéo dài 32 năm rồi. Bây giờ là 2019, 32 năm rồi các anh vẫn tiếp tục chưa có thay đổi về thể chế chính trị, để là nó mang về cái sự công bằng cho toàn dân, cho mọi đảng phái. Cái thay đổi thể chế chính trị là cái điều quan trọng nhất mà TV vẫn nhấn mạnh hoài, tìm mọi cách để mà thay đổi cái thể chế chính trị để mà cứu dân cứu nước, chứ không phải cứ tiếp tục hành xử độc tài rồi bắt người này bắt người nọ. Trong khi những cái luật pháp như mà Bộ Luật Hình Sự 117, TV nhìn thấy rõ là nó vi hiến hoàn toàn. Tại vì cái luật mẹ là người ta nói có quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận các anh không có thể nào mà nói là người ta tuyên truyền được, tuyên truyền chống phá nhà nước được. Mình cắt nghĩa hoài thôi. Mình phải tiếp tục cắt nghĩa hoài những điều sai trái như vậy. Mình đợi chờ các anh phản biện những điều đó. Không bao giờ tự thay đổi nếu không có lực tác động từ bên ngoài. Và đúng vậy. Đó là lý do TV gọi nói thẳng với Nguyễn Xuân Phúc để mà tác động. Chẳng lẽ ông không hiểu về điều đó. Mà TV thấy là qua những bài viết, qua những lời nói của Nguyễn Xuân Phúc, ông đó nói là thay đổi cái thể chế. Mà ổng không có nói rõ là thay đổi cái thể chế đầu tư. Khổ vậy đó. Thành ra cá nhân với của TV256 với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, TV muốn là nhấn mạnh là thay đổi cái thể chế chính trị. Tại vì khi mà anh vẫn còn độc quyền về cái vấn đề quản lý
Dù là có cái điều 4 hiến pháp, các anh phải biết đó là điều sai trái. Một cái hiến pháp không công bằng là vứt đi. TV đã nói nhiều vấn đề đó rồi. Và quý anh chị em nghe thì lẽ dĩ nhiên các anh chị em thấy là nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà phải nên nhớ đó là những điều đúng. Những điều đúng cần phải nói đi nói lại hoài cho mọi người ta hiểu. Thành ra mấy anh em mà đã nghe TV nói rồi thì có thể là chán. Nhưng mà TV vẫn phải tiếp tục nói những điều đó. Cái điều 4 hiến pháp là cái điều sai trái, cần phải nói. Một cái phương pháp phải dựa vào nền tảng công bằng, chứ không có thể nào mà nói lần điều 4 hiến pháp là khẳng định cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận điều 4 hiến pháp như vậy nữa. Một cái bản hiến pháp phải tạo ra cái sự bình đẳng công bằng cho mọi người dân chứ. Cho mọi tổ chức, cho mọi đảng phái chứ. Tại sao chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là được quyền lãnh đạo? Đó là điều sai trái. Mình phải nói đến hoài thôi. Nói đến cho đến lúc mà điều 4 bỏ vào sọt rác. Nói đến để mà thay đổi cái thể chế chính trị. Các anh không thể lừa bịp người dân được nữa. Các anh lừa bịp người dân đã 32 năm về cái vấn đề mà thay đổi chính trị rồi. Các anh thay đổi kinh tế là từ nền kinh tế rồi là các anh gọi là thị trường từ năm 87 rồi. Thì ngày nay là đến cái lúc các anh phải thay đổi chính trị. Chứ không phải cứ nhập nhằng đó là vẫn là thay đổi gọi là kinh tế nữa. Giống như Nguyễn Xuân Phúc vừa trả lời cho TV26 là giờ phút này chưa có thể thay đổi thể chế chính trị rồi. Mà chỉ có thay đổi thể chế kinh tế thôi. Thay đổi về thể chế đầu tư thôi. Sự thật mình dùng cái thể chế nhiều khi mình thấy nó không đúng, nhưng mà nó mình nói về cái cơ chế thì có thể đúng hơn. Cái cơ chế về đầu tư. Chứ khi mà nói thể chế là người ta phải liên tưởng đến một cái thể chế chính trị. Hiến pháp và luật của Cộng sản chỉ là tờ giấy trắng. Có chữ nhưng không có quyền gì hết đó. Đó là một người tù nhân lương tâm, anh Vũ Trần Vũ Trinh Thanh Bình, Trần Vũ Anh Bình đã nói như thế. TV đồng ý về cái điều này. Các anh xem thường luật pháp, các anh xem thường cái điều 25 của bản hiến pháp. Các anh ngồi xổm lên luật pháp trên điều 4. Rồi các anh vi hiến, vi phạm vào hiến pháp rất là nhiều. Giống như vừa rồi các anh bắt anh Nguyễn Văn Lung, Hoàng Văn Lung, các anh bắt người ta mà không có một giấy tờ rồi. Rồi các anh cũng tự động thả người ta. Thả người ta với cái những mà thương tích đầy ở trên cơ thể người ta như vậy. Hành xử bất nhân, vô đạo. Toàn là những điều mà tội ác. Mà TV256 cũng không hiểu được nữa. Tại vì những người hành xử như thế, họ chắc chưa từng đọc cái bản hiến pháp. Họ chưa từng đọc bản hiến pháp, mà họ chỉ có vâng lệnh thôi. Họ vâng lệnh cấp trên để mà làm những cái điều sằng bậy như vậy. Chúng ta không có thể chấp nhận được điều đó. Mỗi người đều phải học hỏi về cái bản hiến pháp để xem mình có làm đúng hay không. Và những người mà cán bộ mà thi hành luật pháp, những người cán bộ thi hành luật pháp giống như là đảng viên đang nắm những cái chức quyền ở trong hành pháp. Khi mà nắm cái hành pháp, anh phải đọc bản hiến pháp. Dạ chào mấy Phạm nha. Anh phải đọc cái bản hiến pháp. Rồi anh không có thể tuân lệnh theo cái điều lệnh mà nó đi ngược lại với bản hiến pháp như vậy. Những cái lệnh mà cấp trên mà giao phó cho các anh để bắt người này bắt người nọ, bắt trái phép như vậy, là các anh phải tố cáo những cái người đó.
tố cáo lên cấp trên của anh là các ông đang làm sai luật pháp rồi, các anh đang vi phạm vào điều 25 của hiến pháp. Tôi không thể làm được như vậy đối với người dân của Việt Nam. Tôi không thể làm được như vậy. Các anh cũng là con người, người dân oan cũng là con người. Và các anh hiểu rằng luật pháp là nó chi phối mọi người dân, chứ không phải rằng là luật pháp chỉ có bắt người dân phải thi hành, mà các anh là đảng viên rồi các anh không cần phải thi hành. Không đúng như vậy. Đó là một cái chế độ độc tài toàn trị. Bao nhiêu tiền bạc của đất nước đó rớt vào tay của bọn tham nhũng, rồi rớt vào tay của các anh đó. Các anh đang ăn tiền thuế của người dân thay vì các anh phục vụ người dân. Các anh lại đi chống đối với người dân. Người dân người ta hợp lệ theo cái điều 25 của bản hiến pháp, người ta có quyền biểu tình. Các anh không có quyền bắt người ta, các anh không có quyền đánh người ta nữa, rồi các anh không có việc mà cưỡng ép người ta lên cái xe bus nữa. Các anh phải thi hành những điều luật đó. Một ngày nào đó nếu mà có đổi đời thì các anh là những người bị người dân tố cáo, các anh chạy không thoát đâu. Cái giờ thứ 25 là cái giờ nó không có luật pháp, nó kinh hoàng. TV256 hiểu được nhiều quốc gia nó kinh hoàng đấy, tại đó là giờ thứ 25. Người dân không tha được, không tha cho những người công an như các anh đâu. Các anh suy nghĩ kỹ đi. Những tên mà nó có quyền lực như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc rồi Tô Lâm rồi đó, nó chạy hết rồi, nó chạy trước các anh rồi, đến đảm bảo vệ sinh mạng và gia đình của nó. Còn các anh là những tên rau răm để mà ở lại thôi, để mà chịu tội, chịu đền tội với nhân dân. Thành ra những cái giờ phút này là những tờ TV256 mong là tất cả những người mà đảng viên có thể được nghe được những cái clip này để mà hiểu cái sự nghiêm trọng, để mà các anh phải thay đổi đi, thay đổi từ phía dưới, không bao giờ vâng lệnh những cái kẻ cầm quyền như vậy để mà làm chuyện mà phản dân hại nước như vậy. Đối với đất nước này, người dân đã quá khổ rồi. Người dân quá khổ luôn đó. Một cái đất nước lụng bại như thế này, bây giờ tài chánh tiền bạc không có đủ để mà trang trải, để mà trả nợ, trả lương. Mai mốt các anh cũng không còn cái lương để, tiền để mà trả lương cho các anh. Thật như vậy. Các anh thấy là đất nước nó đã tến hồi rồi, nó đến hồi nó phải thay đổi rồi, nó phải suy sụp rồi. Mình phải bảo vệ cho cá nhân mình, gia đình mình đừng có trở thành những cái tên mà rau răm đó. Người ta nói rau răm ở lại là chịu đời đắng cay, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Các anh là những người rau răm ở lại, còn cái cải đó nó sung sướng quá, nó tiền bạc nhiều quá, nó đi quốc gia này nó đi quốc gia nọ, con cái của chúng là đưa ra hải ngoại hết. Con cái Nguyễn Tấn Dũng, con cái Nguyễn Xuân Phúc, con cái Nguyễn Phú Trọng chạy ra hải ngoại hết trơn à. Tại vì nó biết trước sau gì cái chế độ cộng sản này nó cũng bị sụp đổ thôi, nó cũng bị tiêu diệt thôi. Người dân chịu không nổi rồi. Đó là cái bằng chứng ngày 10 tới tháng 6 mà chúng ta thấy là toàn dân đều đứng lên để mà phản đối các anh. Mà các anh không chịu thay đổi nữa thì làm sao? Phải thay đổi đi các anh cộng sản à.
Đó là cái lời chân tình mà TV muốn nói với các anh. Các anh phải thay đổi. Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm phải thay đổi. Bằng chứng tội ác bắt cóc của Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng mà TV256 đã trình bày về cái clip trước. Dạ, chào chị Nga. TV256 đã nói với ông Nguyễn Xuân Phúc như thế. Bắt buộc là phải thay đổi thể chế chính trị để mà người dân được sống hạnh phúc. Chứ không phải tiếp tục mà bắt bớ những cái người yêu nước như thế này. Làm sao mà chịu nói? Anh càng bắt bớ người yêu nước là sẽ có nhiều người phản đối các anh. Và khi mà người ta phản đối thì cả thế giới sẽ lên tiếng phản đối các anh. Cả thế giới người ta biết được. Người ta biết được các anh đó là những người phản quốc. Chỉ có người phản quốc mới là bắt giam những người yêu nước. Không thể chấp nhận được các anh bắt giữ mà trong vòng nửa tháng mà các anh bắt 4 người yêu nước như vậy. 4 người yêu nước mà những người mà cá nhân TV rất là thương mến. Họ không có tội gì đất nước hết. Họ hoàn toàn không có tội. Thay đổi đi các anh. Hãy cho người dân được sống yên vui. Cho toàn dân được sống yên vui. Cho những người hải ngoại như TV được sống yên vui. Cho toàn dân ở trong nước được sống yên vui. Bằng cách thay đổi cái thể chế chính trị. Nó đơn giản. Gorbachev cũng từng đã thay đổi cái thể chế chính trị. Cá nhân ông Gorbachev ở bên Liên Xô khi thời đó, ông Gorbachev ký cái văn kiện giải tán cái đảng Cộng sản Liên Xô. Thế là đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ và người dân treo cái lá cờ của Nga Hoàng mà thời mà 1917 họ đưa lên để mà cho biết rằng là nước Nga theo cái thể chế cũ để mà vứt bỏ đi cái chủ nghĩa cộng sản. Tại vì họ thấy cái chủ nghĩa cộng sản nó quá tàn ác đối với dân tộc của Nga. Ngày hôm nay Việt Nam cũng vậy thôi. Các anh hãy ký giải tán cái đảng cộng sản, dân chủ hóa đất nước. Bảo đảm là toàn dân phải ủng hộ các anh. Toàn dân ủng hộ cả Nam Bắc, cả người dân trong nước và người dân ở ngoài. Đó là điều mơ ước của toàn dân. Người ta đã thấy rõ rồi, cả thế giới thấy rõ rồi. YouTube, Facebook người ta đưa ra biết bao nhiêu những cái điều mà sai trái của các anh. Mà các anh hoàn toàn không phản biện được. Các anh hoàn toàn không phản biện được. Mà rõ ràng là nó sai trái. Mà TV phải nhắc nhở hoài. Cái biểu ngữ mà đảng Cộng sản quang vinh của các anh đó, treo ở trên phường, trên khóm, trong những cái cuộc họp. Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Đó là cái khẩu hiệu phản quốc. Đó là cái khẩu hiệu mà sai trái, hoàn toàn sai trái. Chỉ có đất nước, tổ quốc là trên hết thôi. Chứ không phải là đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản không thể là không thể quang vinh muôn năm được. Chỉ có tổ quốc đất nước mới là quang vinh muôn năm thôi. Đảng Cộng sản của các anh chỉ có vài triệu người thôi. Tàn ác với cái dân tộc này. Làm sao mà có thể quang vinh muôn năm được. Thì cái câu
khẩu hiệu đó tuy là nó chỉ là có một cái khẩu hiệu nhỏ thôi, nhưng mà nó là cái điều sai trái. Hãy làm sửa đổi cái điều sai trái đó đi, còn không thôi vô đây phản biện với TV256. TV nói khẳng định các anh đã dùng cái khẩu hiệu Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm là cái khẩu hiệu phản quốc. Khi mà anh tranh giành cái ngôi vị mà quang vinh muôn năm đó, trên cái tổ quốc là anh phản quốc rồi. Chỉ có cái đất nước Việt Nam mới quang vinh muôn năm, không thể nào gọi là Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm hết. Mà TV thấy nó treo nhãn hiệu đầy ở trong nước hết, tất cả lúc nào cũng cả Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, rồi làm sao mình chịu nổi những cái điều mà phản quốc mà hiển nhiên trước mắt mình thấy đầy rẫy trong các tất cả các cuộc họp của Đảng Cộng sản đều là Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Vậy làm sao? Bằng chứng phản quốc như vậy rồi, có thể các anh không thấy, có thể các anh đã quen thuộc vì các anh bị nhồi sọ suốt mấy chục năm rồi, chẳng có ai dám vạch ra cái những điểm sai lầm đó của các anh, chẳng ai dám hết. Họ chỉ sợ đụng đến cái sự thay đổi là bị chém đầu thôi, thành ra họ không dám nói. Và nhiều người có thể là họ thấy cái điều đó là điều nhỏ, mà quả thật nó là điều nhỏ, nó là chỉ là một cái biểu ngữ thôi. Nhưng mà một cái điều nhỏ đó mà sai lầm đó, cũng cần phải sửa. Khi mà nó đã sai lầm là phải cần sửa, các anh phải can đảm sửa cái điều lỗi đó đi. Thôi đi, bây giờ nói các anh nói cái thay đổi chính trị nó lớn quá, nó quá lớn đi, ký lên mà giải tán một cái Đảng Cộng sản, có thể là điều này nó quá lớn đấy. Các anh làm việc nhỏ nhìn TV nó sao đi, các anh kéo cái bảng biểu ngữ đó Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm kéo xuống đó, các anh làm việc đúng đó. Các anh nói thẳng là bảng cái biểu ngữ này nó phản quốc, nó mang cái tính chất phản quốc. Chỉ có tổ quốc dân tộc mới là quang vinh muôn năm thôi, và các anh khẳng định điều đó, và các anh kéo cái tấm bảng đó là các anh làm đúng để cứu tất cả mọi người. Mọi người nhìn thấy cái điểm nhỏ này nhưng mà quả thật là nó sai. Mỗi người đến cái cơ sở mà công an nè, đến cái cơ sở hành chánh nè, ủy ban nhân dân nè, tất cả đều có cái câu Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm. Với người dân kéo đến đòi hỏi bỏ cái biểu ngữ phản quốc như vậy, mình làm đúng thì mình tiếp tục mình làm, không sợ ai hết. Mình làm đúng mà mình nhiều khi mình trở thành một người anh hùng nữa, để mà cả nước họ mới nhìn ra được thấy cái sai như vậy, trong khi cả nước trở thành những cái con người mà u mê. Tại vì mình thông cảm sự u mê của họ, tại vì họ bị nhồi sọ từ nhỏ cho tới lớn, bị dồi sọ từ hàng chục năm trời như vậy, thì làm sao mình bắt họ thay đổi được. Họ thấy cái bản đó Đảng Cộng sản Quang Vinh năm là đúng, trong cái tư tưởng họ là đúng, nhưng mà có cái người họ cắt nghĩa cho họ nghe là khi mình nói cái Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm đó là mình đồng ý hiệu, khẩu hiệu đó mình là phản quốc, nói thẳng như vậy, cắt nghĩa cho họ nghe, họ thấy cái sự phản quốc. Chứ mình không cắt nghĩa thì họ sống theo cái mấy chục năm quá khứ rồi, nó như vậy rồi, nó in sâu vào cái đầu óc của họ rồi, nó bị tẩy não rồi, nó nghĩ là cái câu khẩu hiệu đó đúng, thành ra đến giờ phút này đó vẫn còn tiếp tục cái câu khẩu hiệu phản quốc như vậy trong tất cả những cái cơ sở hành chánh, trong tất cả các trụ sở công an. Thì vì thấy trên video trước này đó nó nhiều lắm,
nó đầy dẫy những cái câu đó. Và kể cả cái câu mà yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, nó cũng là phản quốc đó. Nội mà tất cả những cái đồng tiền đó, tất cả những cái đồng tiền mà mang cái hình ảnh Hồ Chí Minh, nếu mà quý anh chị em phân tích sâu xa đó, nó trở thành những cái đồng tiền phản quốc. Cái Tổ quốc Việt Nam này nó có từ 4-5 ngàn năm rồi. Là nó có quá khứ, có lịch sử. Cái Tổ quốc là TV muốn nói đến là có anh linh, có hồn thiêng của những người anh hùng dân tộc trong đó. Thành ra người ta nói là Tổ quốc là vậy. Là những người đó đã khai sáng lên cái nước Việt Nam này, bảo vệ cái nước Việt Nam này, để mà ngày hôm nay chúng ta được hưởng, chúng ta có một quốc gia tên là Việt Nam. Đó là Tổ quốc. Không? Chỉ có Tổ quốc mới là quang vinh muôn năm thật sự. Thành ra đó, anh hùng dân tộc ở đâu? Tại sao đồng tiền Hồ Chí Minh vẫn có một người tên là Hồ Chí Minh thôi? Đâu phải cái Tổ quốc này còn Hai Bà Trưng, còn vua Quán Trung, còn vua Lê Lợi, còn còn những cái công thần như là Nguyễn Trãi, Lê Lai, Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tổ quốc là phải có. Nếu mà các anh sử dụng cái đồng tiền của Hồ Chí Minh không, mà anh hùng dân tộc các anh vụt dục và sọt rác đó, thì các anh đó phản quốc. Chế độ các anh phản quốc khi mà in ra chỉ có đồng tiền Hồ Chí Minh, tên Hồ Chí Minh thôi, mà người ta gọi là tiền Hồ. Đó là cái hành động phản quốc. In đồng tiền Hồ Chí Minh cũng là phản quốc. Các anh không biết những điều phản quốc đó. Ngày hôm nay TV256 phải nói hoài, nói hoài để các anh thấy điều sai trái, để các anh phải giải tán cái Đảng Cộng sản của các anh, để mang lại cái thanh bình cho người dân Việt Nam, mang lại cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam. Và hàng triệu người Việt hải ngoại đã từng sống ở hải ngoại, và người Việt ở hải ngoại thấy được tại sao quốc gia người ta giàu. Cá nhân TV256 kể cho quý anh chị em nghe cái câu chuyện. Khi mà TV256 đến nước Mỹ vào năm 1978, hai vợ chồng TV256 mới qua nước Mỹ thôi. Ngày hôm sau, vợ TV đi làm cho một cái, nói cho thẳng ra thì nó giống như là ở đời, là mình lo dọn dẹp nhà cửa, mình lo hốt rác đồ này nọ cho người ta. Còn TV256 thì đạp chiếc xe đạp cọc cạch cũng dài 3 block thôi, đi làm công nhân cho một cái hãng xưởng để mà chế tạo cái bơm xe đó, bơm xe hơi. Thì TV256 mới đầu đâu có biết gì về nước Mỹ đâu. Thì mới đầu đó, người ta, nhà thờ người ta bảo trợ mình, thì mình ở tạm đâu. Có lẽ TV ở tạm là cỡ khoảng 2-3 tuần thôi. Mà trong vòng 2 tuần là TV đã có cái bằng lái tạm rồi, xe bằng lái tạm rồi. Thì ở bên Mỹ phải nói là cái xe là quan trọng nhất. Thành ra TV nhắc đến cái bằng lái tạm như vậy. Thì trong vòng 2 tuần là TV256 với bà vợ là đi làm có đủ tiền rồi. Đủ tiền để mà thuê mướn một cái căn nhà. Một căn nhà rất là rộng. Căn nhà xưa rất là rộng.
mà mình thuê tiền thuê mình á, người ta tính có 90 đô la thôi, mà hai vợ chồng làm việc trong 2 tuần lễ là có hơn 90 đô la nhiều rồi, là tivi với bà xã thuê một cái căn nhà rồi sống tự lập thôi. Lúc đó thì mình hoàn toàn mình không có xin trợ cấp chính phủ, mình tại vì mình có người bảo trợ, họ kiếm việc làm cho mình, thì mình sống bằng cái tiền lương của mình. Thì nói thật với quý anh chị em, đến cuối tháng thôi, tại vì mình có bằng lái rồi, mình bằng lái tạm rồi, đến cuối tháng thôi, TV với bà xã mua chiếc xe Pontiac đời 69, mua có 550 đồng, mà cái xe mới cáo chỉ dòm thấy mới lắm, 69 mà đời 78 mới có 9 năm mà thấy mới lắm. Thì thử hỏi TV 256 phải làm sao bây giờ? TV nói không được. Một cái chế độ giống như bên Mỹ như thế này, một cái chính quyền như thế này, nó làm cho người dân giàu. Mình qua bên đây đó, mình mới có 1 tháng trời, mình đã mua được cái chiếc xe rất là đẹp, mà mình đến đây là bàn tay trắng, không có một đồng, không có một đồng dính túi. Ồ, nó thì có 1 đồng thôi chứ không phải là không có, chỉ có 1 đô la thôi. Mà cái 1 đô la đó đó, thay vì mình mua bánh kẹo hay gì, mình bỏ 1 đô la đó trong cái bìa thư, trong trong cái bao thư để mà gửi cho một người bạn ở trong nước. Tại vì mình biết rằng đó, sau này mình sẽ tạo nên cái tiền bạc, thành ra mình không không kê. Đồng ý là 1 đô la đối với mình thì có thể lúc đó mình cảm thấy quý đấy, nhưng mà mình thấy thà là mình bỏ trong cái bao thư, mà cái bao thư cái kiểu mà nó có một tờ giấy thôi rồi dán đó, mà bỏ tiền trong đó thì người bạn mình nhận được cái bao thư 1 đô la thôi. Thành ra khi mà mình sống ở đất nước Mỹ này đó, mình nhớ về quê hương của mình nhớ về những người bạn bè thân yêu của mình đang sống đau khổ như vậy, chỉ trong vòng có 1 tháng sống ở trên đất Mỹ mà mình mua được chiếc xe hơi, và mình sống ăn uống thì quá thoải mái đi. Thời đó ăn uống rất là thoải mái, tại vì tất cả những gì mà mình thích ở chợ thì nó đều rẻ đó. Ở bên Mỹ nó lạ lắm, những cái gì mà về bộ đồ lòng gà hay là lòng heo hay lòng bò gì đó thì nó rất 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 rẻ, còn những cái món mà mình thấy mình tưởng đâu là những cái đồ lòng nó mới mắc chứ ai nhà đồ lòng là rẻ nhất, còn mấy cái thịt đồ này nọ thì nó mới mắc. Thành ra mình sống rất là sung túc, mình mua những cái đồ mà người ta không ăn, người Mỹ không ăn được đó, nhưng mà họ vẫn có bán ở chợ, có thể họ bán cho gia súc ăn chẳng hạn, nhưng mà mình ăn cũng được không sao. Thành ra đó mình mới để dành tiền, mình được mua xe rồi rồi mua tivi coi, mua bàn mua ghế, nó có những cái chỗ mà auction nó mua rất là rẻ. Thành ra mình sống rất là dư dư dả và thoải mái. Rồi mình mới vào đại học, rồi mình đại học lúc đấy không không phải trả đồng nào nữa, mình không trả đồng nào tiền đại học mà mình lại còn lấy tiền của chính phủ nữa, tại vì chính phủ cho mình cái tiền học đó đó, cái chi phí học đó nó trừ ra đó, mình cũng còn cái tiền để mà mình mang về mỗi tháng, mỗi tháng đó cũng phải là 300-400 đó chứ không phải là ít đâu, mỗi tháng đã về đó. Rồi chính phủ còn cho mình mượn tiền nữa, nó gọi là guarantee student loan, còn cái kia đó là basic grant, là nó đầy đủ để nó cung cấp cho những người mà muốn đi học. Thì đại khái là TV vừa đi học vừa đi làm,
Rồi rốt cuộc thì mình cũng ra trường giống như người ta thôi. Coi như nước Mỹ nó bảo trợ cho mình hết trong cái việc mà đi học. Thành ra một cái quốc gia như vậy nó tạo nên cái điều kiện cho người dân sống sung sướng như vậy. Tại sao nó giàu? Thì mình hiểu ra cái chế độ nó tự do, nó có tự do, nó có dân chủ, nó có tự do báo chí. Chứ không phải giống như 800 tờ báo ở Việt Nam là 800 tờ báo của đảng đâu. Sự thật là như vậy. Và nó chấp nhận cái sự chỉ trích của người dân. Người dân có quyền nói lên tất cả những tiếng nói phản biện. Người dân không đồng ý điều nào, cứ nói thẳng điều đó. Và họ biết họ sai lầm thì họ sửa chữa. Mà thường thường đó, khi mà mình chỉ trích nhà cầm quyền, chính quyền Mỹ á, thì chính quyền Mỹ lại là chính quyền Mỹ đó lại lại kính mến mình, rất là thích. Dạ, thời bạn nói lương tối thiểu là 3 đồng 25 một giờ phải không? Đúng rồi, TV làm đó không phải 3 đồng 25 mà 3 đồng 12 một giờ. Ngay cái ngày lúc mà TV làm việc ở ở hãng hãng mà làm cái bơm xe đó thì 3 đồng 12, nếu mà TV không nhớ không lầm, chứ không phải 3 đồng 25, là rẻ hơn một chút xíu, đúng không? Đó là năm 1970, TV lại là 78. Sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ rất là lớn lao, đúng như vậy đó chị Tuyết Nga. Đó, chị Tuyết Nga là một người mà có thể là sống lâu năm ở bên nước Mỹ và chỉ biết những điều đó. TV không nói láo với các bạn đâu. Chỉ một tháng sau, từ cái bàn tay trắng là TV có cái chiếc xe Pontiac. Thử hỏi làm sao mà mình không đấu tranh được. Mình bắt buộc mình phải nghĩ về với quê hương mình. Mình bắt buộc mình phải nghĩ đến những cái đồng bào lầm than của mình dưới cái ách đô hộ, dưới cái ách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó bắt buộc thôi. Dù là mình không đấu tranh đi nữa, mình cũng tự động mình trở thành người đấu tranh. Mình muốn cho bà con của mình được sống sung sướng. Mình muốn cho toàn thể dân tộc Việt Nam đều sống sung sướng đó. Thành ra bắt buộc mình phải lên tiếng. Mình lên tiếng đâu có phải dễ dàng như bây giờ mình livestream được đâu. Mình viết bài, rồi mình bỏ tiền. Mình bỏ tiền tem đó. Tiền tem nhiều khi mua cả mấy trăm đô la đó. Cái thời đó đó không phải là bình thường đâu. Một con tem thì có thể là 25-30 cent mà thời đó thôi. Nhưng mà mình mua cả mấy trăm đồng bạc tiền tem đó để mình gửi về Việt Nam. Mình thâu thập nhiều địa chỉ, mình gửi những cái tin tức đấu tranh về Việt Nam cho đồng bào mình biết. Và mình tiếp tục mình làm những cái công việc mà có thể các bạn nói là vô bổ, tại vì mình không biết làm sao để mà chuyển những cái tin tức sự thật về nước. Nó khổ như vậy đó. Còn ngày hôm nay mình có livestream rồi thì mình phải nói lên những cái điều sự thật đó. Mình bắt buộc phải nói lên sự thật. Các bạn trong nước, các bạn không nghe thì rất tiếc thôi. Nhưng mà tất cả những gì mà TV256 muốn nói với các bạn, TV nói sự thật. Và có những người làm nhân chứng trong đây như là chị Vũ Tuyết Nga. Mình đã mua được xe hơi thật đẹp vào cuối năm thứ nhất. Cuối năm thứ nhất là chị cái cô Vũ Tuyết Nga đã mua được một chiếc xe. Đó là những cái lời chân tình, những cái lời nói sự thật. Mình cũng nói với các quý bạn ở Việt Nam, mình nói đó là sự thật trong cái tấm lòng của mình. Mình yêu nước, mình thương quê hương của mình. Mình đấu tranh, mình làm sao cho đất nước Việt Nam được dân chủ để mà mọi người đều có thể tự do sống như mà thời mà Việt Nam Cộng Hòa, đất nước nó cũng dân chủ như vậy. Đất nước cũng dân chủ,
Người Việt Nam Cộng Hòa ở thời đó họ có quyền biểu tình nè, họ có quyền đủ thứ hết, họ có quyền bạo động luôn, gần như họ có quyền bạo động. Mà có những cái lúc cuộc biểu tình mà TV256 đi ngang trong đó, họ lấy bom xăng nó họ ném vào xe của Hoa Kỳ. Đó là trước mặt TV256, họ biểu tình nữa đó, rất là tự do, cái đất nước rất là tự do. Đó, quý vị anh chị thấy, thấy Nguyễn Văn Cừ không? Đi theo cộng sản rồi bỏ bom Dinh Độc Lập đấy. Nhưng mà rốt cuộc vợ con của họ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Việt Nam Cộng Hòa đâu có bắt vợ con của họ đâu, đâu có đầy ẩy vợ con của họ đâu, đầy ải. Tội người nào người đó làm người đó chịu. Việt Nam Cộng Hòa không có vụ mà hỡi người con làm cái nói với người mẹ rồi này nọ rồi đủ thứ cái chuyện mà làm khó làm dễ người ta để bắt người ta phải nhận tội rồi kêu gia đình phải khuyên ngăn rồi đủ thứ hết, đủ thứ mà hăm dọa người ta đủ thứ điều để mà ép buộc người gia đình của toàn cái gia đình đó là phải phải làm theo cái những gì mà Đảng Cộng sản muốn. Họ gọi là nhồi sọ mình, họ bắt mình phải theo cái con đường đó, nó làm cho cái tư tưởng mình phải thay đổi theo cái ý của họ muốn. Những người tù cũng vậy đó, những người tù mà quân dân cán chính, mà 1 triệu người quân dân cán chính mà bị bắt nó sau năm 75, tất cả họ đều bị tẩy não đó. Họ bắt phải đi theo cái con đường đó. Nhưng mà thử hỏi đâu có mấy ai mà bị tẩy não đâu. Tất cả những người mà người ta từng được sống sung sướng rồi đó thì người ta không thể nào người ta bị tẩy não được hết. Tại vì người ta thấy sau năm 75 người ta đã thấy cái sự khủng khiếp nghèo đói của cộng sản ở ngoài Bắc. Tại vì họ không có cái tài sản gì. Cái thời đó đó họ còn không có dao để mà chặt thịt nữa. Cả một làng, cả một xóm phải dùng một con dao đó. Họ nghèo khổ như vậy. Họ sống bằng tem phiếu. Tem phiếu đó là đến mà năm 1989 mới chấm dứt cái vấn đề tem phiếu. Là sau khi 1975 cho đến 89 là 14 năm sau mới bỏ tem phiếu. Mà khi mà nói về tem phiếu đó thì mình thấy cái chế độ của người dân ở ngoài Bắc sống quá khổ luôn. Tại sao mà phải đi mua tem phiếu từng ký bột ngọt, ý từng từng 100 gram bột ngọt, rồi tem phiếu mua từng cái giỏ xe đạp, rồi tem phiếu mua từng cục xà bông nữa. Ôi thôi mình thấy nó tem phiếu mình đầy ở trong nếp đó. Quý anh chị em chỉ vào Google chứ em sợ chứ chưa tem phiếu. Nó hàng trăm cái loại tem phiếu mà mua mua như vậy. Là nhà nước cho mua đó. Trong khi người dân của miền Nam đó họ sống sung sướng như thế nào. Cái thời đó họ đâu có cần phải con tem mà mua đâu, có tiền thì mua thôi. Và nhà nào cũng gần như là có tủ lạnh. Có thể cái điện thoại thì nó hơi xa xỉ một tí xíu. Nhưng mà gần như tất cả mọi người sống đều có cái tủ lạnh và cái tivi. Hai cái điều đó là cái mà tối thiểu nhất. Riêng cá nhân tivi thì nói thật thì có thể là khá giả hơn. Nhà tivi thì có điện thoại. Thời đó là có điện thoại rồi.
thử hỏi làm sao mà mình thấy mình sống mà sung sướng ở hải ngoại mà mình bỏ cái quê hương mình không đái đói hoài với cái quê hương mình được. Thành ra tất cả nó cũng buộc lòng thôi, nó buộc lòng mình phải đi theo cái con đường mà đấu tranh. Cái đấu tranh có nghĩa là mình dám lên tiếng cho những gì mà sai trái mình thấy, và đấu tranh là mình muốn làm sao cái đất nước mình được thay đổi tốt đẹp hơn, chứ không phải đấu tranh đó là phản động. Mình cả thế giới mình, nếu mà mình định nghĩa về phản động đó là có hành động đi phản ngược lại với cái số đông, đó là gọi là phản động. Thì mình thấy đó, nếu mà mình định nghĩa mà chính xác như vậy đó thì cả thế giới bây giờ người ta đi theo cái thể chế tự do dân chủ, trong khi đó đó người dân cũng theo nữa, trong khi đó đó chỉ còn có Việt Nam mà với Tàu Cộng mà nó đâu có bằng thế giới đâu. Cả thế giới người ta đi theo cái trào lưu dân chủ như vậy mà các anh đi ngược lại với trào lưu dân chủ của thế giới thì các anh mới mới đáng bị gọi là phản động được. Các anh cộng sản, các anh độc tài, các anh dối gạt lường gạt gạt dân, các anh nhồi sọ dân, các anh toàn là những cái tờ báo của đảng không, 800 tờ báo đều của đảng không, các anh mới mới đáng bị gọi là phản động. Trong khi toàn dân người ta biết chơi internet, biết chơi YouTube, người ta đọc thấy những bài viết nó mở mắt người ta ra rồi mới nó mới có cuộc biểu tình mà vĩ đại như vậy, biểu tình ngày ngày 12 tháng 6. Tất cả là tại vì sợ thôi, sợ có thể là sợ bị tù đày, có thể là sợ bị bắt, rồi sợ gia đình bị liên lụy đủ thứ thành ra chúng ta chưa có một cái cuộc biểu tình nào mà có thể lớn bằng như của Hồng Kông. Nhưng mà sự thật chúng ta đã thấy ngày 10 tháng 6 nó cũng lớn lắm, nó lên tới cả 100.000 người chứ không phải ít đâu. À, bây giờ cộng sản cổ suý cho anh Trần Vũ, anh Bình, anh nói như thế này: bây giờ cộng sản cổ suý cho giới trẻ ăn chơi livestream khoe khoang cách sa đọa với lù ru chè trai gái để lấn át những like về hiện tình đất nước đó. TV26 nhìn thấy điều đó, anh Trần Vũ, anh Bình. TV đã thấy những cái livestream bán hàng thôi nó lên tới 300-400 người, nó lên tới 500-600 người cũng thấy nữa. Chỉ những livestream bán hàng thôi đó, mà những cái livestream mà đấu tranh giống như TV256 lên tiếng đây gần như không có người xem. Bởi vì phải nói cái người cộng sản họ hiểu về tuyên truyền là họ cứ lặp đi lặp lại hoài, họ lặp đi lặp lại hoài thì tất cả nó trở thành sự thật. Mà đã trở thành sự thật rồi á thì không ai dám nói đụng đến nó. Giống như cái bản biểu ngữ mà TV nãy giờ TV nói đó, Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm đó, nó treo trước mặt dân dân hoài và nó cứ lặp đi lặp lại hoài từ tháng này qua tháng nọ, từ lúc mà những cái người trẻ mà họ từ mở mắt cho đến học tiểu học trung học, rồi cái thế hệ này nó nối tiếp thế hệ sau, họ dòm thấy cái bản đó họ chả thấy gì là phản quốc hết đó. Nói Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm chắc là đúng lắm, mà ai cũng đâu có phản đối gì đâu. Thế là nó in trong cái đầu óc của họ là điều đó là điều đúng, điều đó là sự thật. Thành ra họ hoàn toàn không có phản đối cái bản mà Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm nữa. Nhưng mà tới hồi
TV256 đặt ra cho họ thấy. Khi mà anh đưa cái bản đó đó là anh phản bội cái Tổ quốc. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm thôi. Đảng không thể làm như vậy được. Khi mà đảng mà đứng trên Tổ quốc đó là đảng phản quốc. Và khi mình tranh luận với họ thì rõ ràng là họ bí, họ không trả lời được. Nó chỉ là tiềm thức của họ là cái đó là đúng thôi. Nhưng mà sự thật cái đó là phản quốc. Cái đó là sai trái đó. Thí dụ bây giờ đó, một cái điều phản quốc đơn giản nữa là trong tất cả những cái hội trường chúng ta đều thấy rằng cái lá cờ Bú Liềm nó nằm ở bên tay trái, là cái chữ viết của người Việt Nam của mình đó, nó viết từ tay trái sang tay phải, mà cái cờ đó đó, cờ Bú Liềm đó mà lại đứng trước cái cờ Phúc Kiến, thì mà Phúc Kiến thì nó cho là cờ nước, thành ra đó cái lá cờ mà Bú Liềm đó nó cũng trở thành cái biểu hiệu rồi là phản quốc, là đặt trước cái lá cờ nước. Đối với cộng sản luôn luôn đặt trước cái lá cờ của đảng trước rồi mới đến đá lá cờ nước sau, đó là phản quốc. Đó là nhìn những hình ảnh bạc phản quốc đó mà có thể giới trẻ họ không nhận ra được, tại vì họ quen rồi, họ quen với cái chế độ như vậy, họ nhìn không nhìn thấy cái phản quốc. Ồ, nãy giờ TV256 cũng nói rằng là đã khoảng 1 giờ trước rồi. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm nha. TV xin dừng cái cuộc nói chuyện thôi. TV thấy có khoảng trên 1 tiếng rồi. Thì mỗi lần mà livestream như vậy đó, TV nghĩ rằng mình nói chuyện có khoảng 1 tiếng là đủ rồi. Chứ nếu nhiều nhiều lắm thì nó dễ gây ra sự nhàm chán lắm. Rồi TV xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay nha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Và chào quý anh chị.